Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng ta tiếp tục cùng nhau đi đến với tập số 14 của câu chuyện Thầy Tàu Ly Kỳ Chuyện, cuốn số 6 Cải Táng của tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta cũng đi được quá nửa của bộ truyện dài tập này. Bộ truyện Cải Táng có thời lượng dài khoảng 23 và 24 tập, và hôm nay chúng ta cũng đang đi đến với tập số 14. Và tập 14 cũng chính là cái thời điểm mà thầy Lương chính thức đặt chân đến làng đến xã Phụng Châu, ở làng Phượng Bãi. Và có thể là tiếp theo đây sẽ là những diễn biến chính của cái câu chuyện này, rất là ly kỳ và rất là hồi hộp. Cũng rất là cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi đi từ những tập đầu tiên cho đến bây giờ. Và hy vọng chúng ta tiếp tục cùng nhau đồng hành đi đến những tập cuối của câu chuyện rất hay này. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 14, câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Sơn. Tiếp tục theo dòng hồi tưởng, mùa xuất trở về nhà, đạp xe vào trong sân, dựng chiếc xe đầm sắt vào bờ tường. Mụ mồi hoàng đóng cửa khóa cổng lại. Chồng mụ Lão Thông nghe tiếng động đi ra, thấy vợ khóa cổng thì hỏi: sao mới trưa mà đã khóa cổng, để tí nữa còn đi ra đi vào chứ? Mùa xuất lấy túi lươn trong giỏ xe đưa cho chồng rồi đoạn nói nhỏ: này, để chồng mua được mớ lươn ngon lắm, cầm vào nhà làm tí mà nhắm rượu, xong đi lên trên tầng tôi bảo cái này. À, con Hiền đâu? Lão Thông liền đáp: lươn á, nhìn ngon đấy. Con Hiền nó sang nhà bạn chơi, bà bao giờ ăn cơm thì nó về, mà sao phải khóa cổng? Mùa suốt kéo tay của chồng đi vào trong nhà. Mắt của mùa lão liên nhìn chiếc ngó sau như một thói quen. Mặc dù trong nhà chỉ có mộ và lão chồng, mùa lúc này bảo: này, mấy cái thùng hàng tuần trước nhập về vẫn còn để bên dưới gầm giường con Hiền phải không? Lão Thông liền chép miệng: thì vẫn ở đó chứ đâu, có vấn đề gì sao? Bị công an soi rồi hả? Mùa xuất liền cau mày, phủi phui cái mồm của ông. Đem túi lươn ra đằng sau, xong lên trên phòng con Hiền tôi bảo, mau cái chân lên. Lão Thông đi xuống dưới bếp, để túi lươn vào cái xô. Xong xuôi đâu đó ngay vợ chồng lão lên trên tầng lừng, mở cửa vào trong phòng con gái. Mùa xuất bảo chồng chui xuống cầm giường lôi một thùng hàng ra. Mở cái thùng giấy bằng tiệc cắt tâm, Lão Thông liền hỏi: mà trong này là cái gì vậy? Mùa xuất liền trả lời: thì là thuốc chứ là cái gì, vậy mà cũng hỏi. Lão Thông liền gắt: ai chẳng biết là thuốc, cơ mà là thuốc gì? Sống đợt trước hả? Thuốc bổ não phải không? Mùa xuất sẽ lớp bằng dính mộ liền đáp: không, cái đó bán một hai đợt xong là thôi, hết rồi không có nhập lại. Ăn vụng thì phải biết chùi mép, buôn bán mãi một loại như vậy cho chết à? Lần này là thuốc dành cho bọn trẻ con, thuốc trị biếng ăn còi xương, câu là dạng thuốc bổ, hàng mới nhập từ bên kia về. Tôi đang tính thăm dò thêm một thời gian nữa mới đem bán, phân phối cho mấy chỗ quen. Nhưng mà hôm nay tiện gặp con Tiên, con gái nó mắc bệnh biếng ăn, 2 tuổi mà bé tí, cho nó uống thử xem hiệu quả thế nào. Nếu có tác dụng thì mình đôn giá lên cao. Lão Thông liền thắc mắc: Tiên nào nhỉ? Cái thủy tiên người bên thôn Phượng Đầm đó, cái đường hát quan họ hay hơi là hay, mà tôi vẫn kể với ông mấy lần rồi còn gì. Lão Thông nghe vậy thì gật gù: à, biết rồi. Mà bà với nó kiểu thân thiết, quý mến nhau lắm hả? Sao lại đem cái thuốc này cho con của nó uống? Mùa xuất lấy một hộp thuốc ra nhìn ngắm, xem xét thành phần ghi trên bao bì nhãn mác. Một có vẻ cáu chiếc câu hỏi của chồng mụ cầu nhau: thế chính vì thân thiết như vậy cho nên tôi mới đem thuốc bổ này cho nó uống, hỏi nghe cái câu khó chịu. Lão Thông nhếch mép cười: thôi, văn vở với bọn người ngoài chứ mụ văn vở với tôi làm cái chó gì. Bao năm nay mấy cái thuốc của mụ nhập về ở đâu sao tôi không biết. Đeo mẹ nó bổ béo cái khỉ chó gì. Khi bà giá nhập về đến đây, tính chỉ ra có mấy ngàn bạc. Toàn thuốc dòm nhãn mác ghi tí tiếng Tây tiếng ta vào đó, là thành thuốc Tây thuốc nhập. Lão Thông đang nói thì bị mụ suốt lấy tay bịt miệng lại. Mụ liền rít lên: trời đất ơi là trời, chồng với trẻ con. Ông không nói không ai bảo ông bị câm.
cứ bô bô cái mồm lên thế hả? Lão Thông giật tay của vợ ra rồi đoạn gắt, làm chó gì có ai mà sợ. Mùa Xuất liền thở dài. Chưa nghe câu tay vách mạch rừng bao giờ à? Bức tường nó cũng có tai đấy. Tôi không làm thế thì lấy đâu ra tiền xây nhà xây cửa, rồi tiền đâu trông thoải mái tiêu pha, quần này áo nọ, mua bán không thiếu cái thứ gì. Rồi con cái học hành các kiểu, rồi thì mộ phần bố mẹ ông ở Hải Phòng, công do tiền kiếm được từ mấy cái lọ thuốc này đó, xây mới sửa sang. Trong khi đó ông có quan tâm để ý gì đến cái chuyện đó đâu, chỉ báng bổ tinh tướng thôi. Lúc nào cũng bố mày không sợ ai, bố mày chấp tất, rách cả ruột. Cái thời anh hùng anh hiêu á, tay dao tay chém qua lâu rồi, bây giờ phải là làm ăn buôn bán. Các cụ dạy cấm có sai, phi thương bất phú. Chồng nghĩ cái nhà này một mình tôi đi tiêm, đi bán thuốc dạo mà đủ ăn đó hả? Muốn có tiền thì phải liều. Hơn nữa tuy là thuốc giả, thế nhưng mà uống cũng phải chẳng chết người. Nó cũng chỉ là thảo dược với một ít bột lành tính mà thôi. Ai hợp có khi còn hơn cả thuốc xịn đi chứ. Bớt nói lại đi. Lão Thông nghe xong thì tặc lưỡi rồi cười xòa. Thì tôi cũng biết mà, bà đảm đang đầu óc tính toán hơn người, xin lỗi được chưa? Vừa cười, Lão Thông vừa đưa tay sờ sờ nắn nắn vào ngực của Mụ Suốt. Nào, đừng có mà nghịch nữa, không thấy đang bận à? Mụ Suốt mồm thì nói chậm nhưng vẫn mặc kệ cho Lão Thông sờ soạng. Chả thế mà hai tay của Lão Thông đã bắt đầu mân mê, lần mò đến cả những chỗ kín đáo nhất. Thế vợ mắt lim dim lờ đờ, Lão Thông bế luôn Mụ Suốt lên giường, rồi Mụ Suốt làm bộ chối đây đẩy. Ờ kìa, cái ông khỉ gió này, đang giữ trưa mà còn thả tôi ra, còn nó về bây giờ. Lão Thông cười hành nghịch, vừa cười lão vừa cởi quần áo. Lão liền đáp, tối hay chưa thì quan trọng cái gì, xin lỗi cái kiểu này là hết giận ngay chứ nhỉ. Con á, nó đi chơi còn lâu mới về, mà khóa cầm rồi, về chắc nó khắc gọi. Nào bỏ tay ra nỡ mà, thích bỏ mẹ đấy còn giả vờ. Cứ như vậy, vợ chồng cùng Mụ vứt tung cả quần áo xong quấn vào nhau như cặp rắn mới tới mùa giao phối. Mà kể bên dưới nền nhà là những lọ thuốc rộm lăn lầm lấp. Cắt ngang dòng suy nghĩ, Mùa Xuất dùng mình quay trở lại hiện tại, khi hồn ma của người phụ nữ tên Thủy Tiên đang lượn vượn, lúc hiện trước mặt, lúc thì ôm sau lưng của Mùa Xuất. Chị ơi, nhìn con em này. Mỗi lần giọng nói của Tiên vang lên là một lần Mùa Xuất cảm thấy ớn lạnh, như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim của mụ. Mụ run rẩy, mụ sợ hãi cứng cả họng, mụ không dám mở mắt của mình ra. Mở mắt ra, nhìn cháu đi chị, mở mắt ra. Như bị sai khiến, mụ suốt mở to đôi mắt nhìn chăm chăm vào tấm chăn mà Thủy Tiên đang ấm bổng trong tay. Bên trong tấm chăn có một đứa bé chừng 2 tuổi, nó đang nằm nghiêng, hai tay đưa lên che mặt ngủ ngon lành. Một suốt run như cầy sấy, một lắp bắp mãi mới được một câu. Cực cô Tiên ơi, cho tôi xin lỗi. Là lỗi tại tôi sai rồi. Tôi hứa sẽ cúng bái xây mộ thắp hương cho mẹ con cô mỗi ngày. Làm ơn tha cho tôi. Tiên nhuận miệng cười, đôi mắt vô hồn nhìn Mụ Suốt. Khẽ đưa bàn tay lên vuốt má của đứa bé trong tấm chăn. Trong không gian vang lên những tiếng cười lanh lảnh. Con ngoan của mẹ, bác ấy xin lỗi mẹ con mình kìa. Mơn trớn hai đầu ngón tay lên mặt của Mụ Suốt. Đôi mắt u uất sâu hắm của Tiên như đang nhìn thấu tâm can của Mụ. Thì thào vào tay của Mụ, Tiên chỉ tay xuống đứa bé của mình đang bầm. Nhìn đi, nhìn lại mà xem là ai nào. Mụ Suốt từ từ đưa mắt nhìn xuống, vẫn là đứa bé gái nằm trong tấm chăn. Nhưng bây giờ đây nó khẽ cựa mình, nó đạp chân rồi xoay người ngửa ra, hai tay buông xuống. Mụ Suốt mở to mắt mồm há lớn, những nếp nhăn trên khuôn mặt của mụ khẽ giật, vì cả người của mụ đang run rẩy. Mụ hét lên một tiếng để kinh hãi. Không, 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 đừng mà. Mụ hoảng sợ là bởi vì khi đứa bé nằm quay mặt lại trong tấm chăn thì Mụ Suốt nhận ra đó chính là con gái của mình lúc còn nhỏ. Kinh khủng hơn khi đứa bé gái đang nằm trong tấm chăn nhốm đầy máu và cơ thể của nó
đang dần dần phân hủy thối rữa. Chồng của Mộ vừa mới chết cách đây ít phút, Mộ Xuất hiểu ý nghĩa của điều này là gì. Tiếng cười lại vang lên trong căn phòng đầy rẫy những ám ảnh kinh hoàng. Em sẽ làm đúng như những lời chị từng thề thốt. Mộ Xuất nước mắt lưng tròng, hai hàm răng lập cập đập vào nhau. Mộ Xuất run rẩy bảo: Lời thề, tôi nhớ rồi, tôi sẽ không ở đây nữa. Ngôi nhà này là của mẹ con cô, chỉ xin cô đừng làm hại con gái tôi, nó không có tội gì cả, là lỗi của tôi. Cô Tiên ơi, tha cho tôi cầu xin cô mà. Chị Suốt, chị quên thật rồi hả? Chị đã quên lời thề của mình rồi. Chị nhớ lại xem, chị đã thề những gì nào? Trong cái thời khắc mà nỗi sợ len lỏi vào từng sợi dây thần kinh, khiến cho chức năng của mỗi bộ phận tứ chi cho tới lục phủ ngũ tạng đã không còn nghe theo sự chỉ đạo của não bộ. Trên thì chảy nước mắt, dưới thì chảy nước đái, toàn thân run lên bần bật. Bà Mụ nhớ lại những gì đã nói cách đây 2 năm về trước thì thật quá khó khăn. Chưa kể đến tuy là y sĩ, nhưng thay vì làm nghề với cái tâm cái đức là chữa bệnh cứu người, thì Mụ chỉ chăm chăm vật tiền bạc. Thức Mụ bán với giá cắt cổ, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của bà con để trục lợi. Mụ dần biến thành một con buôn mồm loa mép dài. Mụ nói dối như thở, mồm mụ lúc nào cũng phun ra những lời dối trá. Thế thì làm sao mà mụ nhớ được là mụ đã thề gì với Thủy Tiên? Mồ hôi của mụ cứ như vậy đổ ra như tắm. Mụ liếc ánh mắt lươn lẹo nhìn xuống đôi gò má, khi hai bàn tay sưng sầu gớm ghiếc của Tiên đang lướt nhẹ trên khuôn mặt của mụ. Không nhớ thật sao? Thế để tôi nhắc lại cho chị nhớ. Giọng nói ma mị, một làn hơi lạnh buốt phả ra từ hồn ma Thủy Tiên, khiến cho mụ Xuất rùng mình. Cơ thể của mụ cứng đơ như bị đông đá, cái lạnh lan ra khắp toàn thân của mụ, chạy đến đỉnh đầu của mụ. Đôi mắt của mụ Xuất từ từ trợn ngược lên toàn đầm trắng. Không gian chung quanh mụ như đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, đưa mụ về thời điểm cách đây 2 năm về trước, vào cái ngày mà mụ đến nhà bán thuốc cho Tiên. Cô Tiên ơi, có nhà không? Đứng ở bên ngoài cổng, Mụ Xuất kiễng chân nhìn vào trong rồi cất tiếng gọi. Ai gọi đấy hả? À, đợi một chút. Từ trong nhà có giọng nói đáp lại. Đó là bà Dậu, mẹ của Thủy Tiên. Trên tay của bà Dậu còn đang bồng đứa cháu gái. Mụ Xuất chào rồi tươi cười bảo: Bác Dậu ơi, là con Xuất đây. Bà Dậu đáp vọng ra: Ra là nhà chị Xuất hả? Cổng chỉ cài then thôi, chị mở cổng vào đi. Thông cảm cho tôi nhé, đang bế cháu. Dạ vâng, bà cứ để con tự nhiên. Nói đoạn mụ thò tay vào trong mở then cài rồi đẩy cổng bước vào. Mụ hớn hở rồi ngọt nhạt: Thế con mẹ nó đâu mà lại để bà trông cháu thế này? Bà Dậu liền trả lời: Mẹ nó đi sang hàng xóm ngay ở trong ngõ này, xin ít mật ong về ngâm với lại thuốc B1 cho con bé nó ăn. Đấy, chị thấy đấy, 2 tuổi mà chẳng chịu ăn uống gì cả. Cháu không ăn, chỉ uống chút sữa thôi, càng ngày lại càng còi. Khổ tội rời chứ giá như con bé nó bỏ bê, không có chăm thì không có nói. Đằng này con Tiên nhà tôi nó chạy đôn chạy đáo, nghe ai kháo có cái gì tốt nó cũng lùng sục tìm về. Ấy thế mà còi vẫn hoàn còi. 2 tuổi con nhà người ta chập chững biết đi, trong khi đó cháu tôi thì đứng còn chả vững. Bà Dậu đang nói thì Tiên về. Bước vào thì Mụ Xuất Tiên mừng quính: Chị Xuất ơi, chị đến lâu chưa? Sao không vào trong nhà mà lại đứng ở ngoài hiên thế này? Mụ Xuất cười rồi đáp: Cô Tiên à, tôi cũng vừa đến thôi, đang nói chuyện với bà. Tiên khẽ hỏi: Chị ơi, thế cái thuốc kia? Mụ Xuất liền gật đầu: Có đây rồi. Tôi phải nhờ và tận bác sĩ ở trên bệnh viện huyện mới để cho cô được một lọ đấy. Nhận được là tôi đạp xe mang sang cho cô ngay. Tiên mừng rỡ, đôi mắt của người mẹ đơn thân sáng lên long lanh khi nghe tin vui từ phía Mụ Suốt. Tiên vội mời mụ vào trong nhà rót nước cho mụ. Chị ngồi đi hả? Chị uống nước. Đỡ ơn chị,
Em cứ mong từ hôm qua đến giờ. Hết bao nhiêu tiền cho em gửi hả? Mộ Suất ngấp ngụm nước, nhìn Tiên bằng ánh mắt thoáng buồn. Mộ thở dài rồi bảo: cây thuốc thì tôi mua được rồi, nhưng khổ cái là không ngờ cái giá của nó lại bị độ lên cao thế. Chắc là tại khan hàng, xong nhờ vào để tuồn từ bệnh viện ra cho nên nó đắt một chút. Tiên nhìn ra bên ngoài hiên nơi bà Dậu đang bế cháu rồi đoạn hỏi nhỏ: đắt là bao nhiêu hả chị? Mộ Suất liền trả lời: 150 cô ạ. Trước tôi thấy họ bán có 100, sáng nay người ta đòi 150 lận đó. Tôi ngại lắm, sợ mua về cô lại nghĩ này nghĩ nọ. Nhưng mà thương cháu tôi cứ lấy về, cô không mua thì để tôi bán cho người khác. À không, em mua chứ chị. Chị mua được cho là phúc đức lắm. 100 hay là 150, con em nó chịu khó ăn, nó khỏe mạnh, thì em với mẹ em coi như là bỏ đi mấy hôm tiền chợ thôi mà. Tiền vội nói, đoàn móc trong cặp quần ra cái túi vải nhỏ. Mùa Suất liếc nhìn thì thấy Tiên moi cả túi cũng được gần 200 ngàn. Để lại số lẻ, Tiên đếm đủ 150 ngàn đưa cho mụ. Còn đâu hơn 30 ngàn, Tiên quay ra nhìn bà Dậu. Số tiền còn lại không mua đủ thuốc cho bà Dậu. Suất là hôm kia Tiên mới đi cắt cho bà Dậu mấy thang thuốc bổ, người ta hẹn chiều nay sẽ mang tới. Trong nhà cũng chỉ còn lại từng này. Gần tháng nay không có lễ hội, cũng chẳng có chương trình nào, cho nên chẳng ai gọi Tiên đi hát. Thấy con gái lúng túng, bà Dậu lật đật bế cháu vào trong, rồi đoạn mỉm cười nói với Tiên: con đừng có lo, mẹ vẫn còn tiền, cứ mua cho cháu nó đi. Bà Dậu nói vậy cho Tiên yên tâm, chứ bà ở nhà thân lại ốm đau vài năm trời, lấy đâu ra tiền mà còn. Tiên cũng biết vậy, có điều trước mặt khách cho nên Tiên giữ ý. Mộ Suất nhận tiền thì mở cái túi ra mổ ngay đeo để đi tiêm cho mọi người, lấy ra lọ thuốc đưa cho Tiên. Đoạn mụ hướng dẫn: đây nha, cái thuốc này là thuốc của nước ngoài, trong này có 20 viên. Mỗi ngày cô cho cháu nó uống 1 viên vào trước bữa ăn tầm khoảng 30 phút. Cứ lấy 1 viên rồi ngâm với độ nửa chén nước lọc, để thuốc nó tan ra là uống được. Hết lọ này kiểu gì con bé cũng ăn khỏe, tăng cân vùn vụt đó. Khéo lại béo nhất cái thôn Phượng Đồng này đấy chứ. Bà Dậu nhìn lọ thuốc. Lọ thuốc bé tí mà đến tận 150 ngàn. Người già tiếc tiền lại chẳng tin vào mấy cái thuốc tây như này, cho nên bà Dậu chép miệng bảo: có thật thế không hả chị Suất? Uống cái này vào là ăn được ngay hả? Đang bon mồm, Mùa Suất khẳng định chắc như đinh đóng cột: vâng bà ạ, cái loại này trẻ con ở trên phố, trên huyện chúng nó dùng tốt lắm. Đứa nào cũng béo khỏe béo đẹp, sờ vào thịt chúng nó chắc cứ như là gà trọi đấy. Châu chị em con thân thiết mới mua được, chứ bây giờ khó khăn lắm. Cháu mà nói sai thì cả nhà cháu chết. Cô Tiên cứ cho cháu nó uống đi, không lên cân không chịu ăn á, tôi bán nhà đi tôi đền cho cô, tôi thề đấy. Mồm của Mùa chỉ ra thể thốt không chút ngượng. Cũng bởi từ ngày trở thành con buôn, Mùa thề nhiều quá rồi thành quen miệng. Có điều hôm nay chẳng hiểu sao Mùa lại thề độc như vậy. Chính Mùa sau khi nhỡ mồm thề xong còn thích chuột dạ. Một tém nước bọt lau lau mồ hôi rồi tính bày chuồn: à thế thôi, tôi về cô Tiên nhá. Con về bà ạ. Bác về đây nhá, coi con thịt tẹt của bác. Nhiều uống thuốc đều do, rồi hãy ăn trống lớn cho mẹ đỡ lo. Chào cả nhà. Mẹ con của bà Dậu tươi cười chào mụ. Sau khi mụ ra về, Tiên vui mừng nói với mẹ: tốt quá rồi mẹ à, cô thuốc này con bé con nó kiểu gì nó cũng ăn ngon và lên cân. Nhìn con gái vui, bà Dậu cũng vui lây. Nhưng mà chẳng hiểu sao bà cứ thấy lo lắng. Không biết lo linh tính hay là do kinh nghiệm ốm đau, bệnh tật của một người già lâu năm. Cầm lọ thuốc, bà Dậu nhíu mày, hai bên khóe mắt khẽ nhăn lại. Chắc là do mẹ già cho nên nhìn mấy thứ thuốc tây, thuốc tàu này mẹ không thấy ưa lắm. Hay là cứ cho con bé nó ăn theo mấy bài thuốc dân gian, mấy cái loại thuốc lá mà các cụ ngày xưa truyền tay nhau, xem thế nào đã con ạ. Tiên liền đáp: thì con cũng định vậy, nhưng mà hôm qua gặp chị Suất, nghe chị ấy nói con cũng thấy đúng mẹ ạ. Chị ấy trước làm trên bệnh viện lớn, lại là người được học hành. Bây giờ tiền mua lọ thuốc này hết rồi, thôi thì mình cứ cho cháu nó uống thuốc trước. Còn đi hát trên xã trên huyện thì bây giờ mọi cái phát triển lắm, mẹ đừng lo. Còn tiền cắt thuốc cho mẹ, lần nữa con sẽ đi vay tạm. Nghe bảo ông thầy lang này chưa phong tê thấp giỏi lắm, còn cắt 5 tháng cho mẹ uống trước xem thế nào.
Nếu mà hiệu quả thì con lại mua tiếp. Đưa cháu lại cho Tiên, bà Dậu buồn rầu bảo. Khổ thân con, công tài mẹ đau ốm nên con mới vất vả như vậy. Hay là thôi đi, con đừng có mua thuốc cho mẹ, để tiền đó mua đồ ăn cho con bé con. Bệnh mẹ là bệnh lâu năm, bệnh người già, có chưa cũng chỉ đỡ thôi chứ chả khỏi được đâu, tốn kém lắm con hả. Rồi gần đây mẹ có thấy mày đi hát hò gì đâu, phải mượn xong thì lấy gì mà trả. Tiên liền động viên mẹ. Mẹ đừng lo, con có tiền mà. Cái đợt này khó khăn chung, với tại con bé nó ngay ốm, lại biếng ăn nên là con cũng chưa muốn đi làm. Đợi con nó khỏe lại, ăn được, là con nhờ bà trông cháu, con xin đi làm ngay. Con có chỗ rồi, con còn trẻ khỏe mạnh, con không lo cho mẹ thì lo cho ai. Với lại bà cũng phải khỏe thì mới trông con, bê cháu giúp con được chứ. Có thuốc đây rồi, mai mẹ sẽ nấu cháo cho con gái của mẹ ăn nhé. Con thị tẹt này, chẳng chịu ăn cho nên người cởi cập, chỉ ngủ thôi. Đến chiều tối ngày hôm sau, trong lúc cả nhà Mụ Suốt đang ăn cơm, thì nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa rầm rầm, kèm theo đó là giọng của phụ nữ gọi thất thanh. Chị Suốt ơi. Lão Thông liền lầm bầm. Mẹ mày chứ, trời đánh tranh mới ngăn. Đang ăn cơm gọi cái cho gì mà ghê vậy. Mụ Suốt hạ cái bát xuống, Mụ đứng dậy bước thẳng ra ngoài hiên. Nghe giọng lại loáng thoáng bóng dáng quen thuộc đứng ở ngoài cầm. Mụ sò dép bước vội ra, ra đến nơi thì đó là Tiên. Mà cầm thấy Tiên khóc lóc bù lu bù loa, Mụ kéo tay Tiên vào bên trong đoạn câu mày hỏi. Cô Tiên, sao lại đến đây, sao lại khóc? Có cái chuyện gì mà gọi như cháy nhà chết người vậy hả? Tiên nước mắt nay hằng vừa nấc vừa khóc sướt mướt. Tiên bám tay vào người cùng Mụ Suốt rồi bảo. Chị ơi, con em chết rồi. Người Tiên nói mà Mụ Suốt rùng mình choáng váng. Mặt của Mụ bến sắc, ánh mắt láo liên, ngay lập tức Mụ nghĩ đến lọ thuốc mà sáng ngày hôm qua Mụ bán cho Tiên. Mụ lúc này hỏi. Cô nói cái gì? Tôi nghe không rõ. Tiên mếu máo nhắc lại một lần nữa. Con em nó chết rồi chị ơi. Chị cứu con em. Mụ Suốt liền run giọng. Chết rồi hả? Nhưng sao lại chết? Vì nữa sao lại cô tìm đến tôi? Chết rồi thì tôi sao cứu được chứ? Tiên vẫn bám chặt lấy tay của Mụ Suốt. Em chẳng biết nhờ ai, chỉ là bác sĩ lại là chỗ thân tình. Em phải đạp xe sang đây. Chị ơi, chị đi với em, chị giúp nhà em. Mới trưa nay nó còn ăn hết cả bát cháo, vậy mà đến chiều cứ tưởng nó ngủ ngon, đến khi sờ vào thì người đã lạnh toát rồi. Mụ Suốt định viện cớ từ chối không đi, thế nhưng rồi chẳng hiểu làm sao Mụ suy nghĩ lại. Mụ nói Tiên đợi mình một chút rồi chạy sộc vào trong nhà, lấy cái túi ra xỏ vội đôi dép, dắt xe đạp ra ngoài cùng Tiên sang bên kia thôn Phượng Đầm. Cả hai đạp xe hợp tốc về đến nhà của Tiên, thấy bên trong nhà vang lên tiếng khóc lóc của bà Dậu. Trước sân nhà cùng mấy người hàng xóm sang xem, Mụ Suốt chạy thẳng vào bên trong thì thấy bà Dậu đang ngồi ở trên giường, tay bồng đứa cháu gái với nước da tái nhợt, cánh tay buông thõng mắt nhắm nghiền. Thế Mụ Suốt bà Dậu nói trong tiếng nức nghẹn ngào. Chị Suốt ơi, cháu tôi chết rồi chị Suốt ơi. Run rẩy bàn tay, Mụ Suốt đưa lên mũi của đứa bé gái để kiểm tra hơi thở, rồi Mụ vội rụt tay lại. Con bé thực sự đã chết từ bao giờ? Mắt của Mụ đảo quanh giường, Mụ nhìn quanh nhà như đang tìm kiếm thứ gì đó. Và rồi Mụ nhìn thấy lọ thuốc Mụ bán cho Tiên ngày hôm qua đang được đặt ngay dưới gối của đứa bé gái. Dù đang rất run rẩy, thế nhưng Mụ vẫn đủ bình tĩnh để ngồi xuống giường. Mụ làm bộ bế đứa bé rồi khẽ đặt xuống gối, đồng thời Mụ nhanh tay luồn qua gối. Trong lúc bà Dậu và Tiên còn đang khóc lóc lau nước mắt, thì Mụ đã kiểm giấu lọ thuốc trong lòng bàn tay rồi bỏ vào trong túi. Khẽ chạm vào cơ thể lạnh ngắt của đứa bé gái, Mụ Suốt thấy trên tay và chân của con bé có hiện tượng nổi mề đay, mặt mũi tím tái, mạch bị phù. Mụ nuốt nước bọt đổ mồ hôi, bởi đây là những biểu hiện dễ nhận thấy của việc bị sốc phản vệ. Mồ hôi cứ như vậy chảy xuống từ trên trán. Bằng kinh nghiệm của mình, Mụ Suốt biết nguyên nhân dẫn đến tử vong con bé là do đâu. Mụ liền lắp bắp. Con bé bị trúng độc rồi. Bà Dậu sững sờ vừa khóc bà vừa bảo. Trúng độc là sao? Sao lại trúng độc ạ?
Mùa Xuất cố gắng sử dụng những ngôn từ trong ngành y để chỉ ra những biểu hiện trên cơ thể của đứa bé nhằm đánh cháo khái niệm, khiến cho những ai nghe đều tin vào việc con bé chết là do bị trúng độc. Một lúc này hỏi Tiên: "Trên này cô cho con ăn cái gì vậy?" Tiên mếu máo trả lời: "Em cho cháu nó ăn cháo lươn chị ạ. Nhưng mà trước đó nó cũng ăn mấy lần rồi, có làm sao đâu. Hôm nay uống thuốc của chị xong nó ăn nhiều hơn." Mùa Xuất vội ngắt lời của Tiên: "Cháu nó còn không?" Tiên lắc đầu: "Hết rồi chị ạ. Sáng sớm nay em dậy ra đồng sớm, cả tiếng đồng hồ mới bắt được hai con lươn bé. Nấu lên cũng chỉ được một bát cháo con. Bình thường con bé nó biếng ăn, chỉ ăn hai ba thìa, nên là con nấu cũng không dám nấu nhiều. Hôm nay nó ăn hết cả bát cháo, không trở lại một tí nào cả. Ăn xong em mới cho nó đi ngủ. Vô dĩ con bé cũng ngủ nhiều, cho nên mẹ với bà cứ nghĩ nó ăn no ngủ kỹ. Tranh thủ con ngủ em đi làm cái hồ sơ xin việc, dặn bà ở nhà trông chừng cháu. Mẹ em cũng nào có biết gì đâu, thế nó nằm im ngủ say nên cứ để cho nó ngủ. Bà hôm nay trái gió trời trời, chân tay đau không đi lại được. Bà nằm trên giường bên này, cháu nằm giường bên kia. Chiều tối em về thì mẹ đau nằm riêng gì thì còn vẫn ngủ. Em mới vội chạy tới thì con mẹ đã chết rồi chị ơi." Nghe Tiền nói xong, trong đầu của Mụ Suốt lập tức nghĩ ra ngay một kế, hòng đổ hết tội lên đầu của người mẹ đơn thân đáng thương. Lúc này mấy người hàng xóm cũng hiếu kỳ đứng nghe ngóng hóng chuyện ngay bên ngoài hiên nhà. Mùa Xuân cố tình nói to: "Lươn á, thôi chết rồi. Có khi nào là cô bắt nhầm rắn trầu mà cứ nghĩ đó là lươn không hả? Cách đây 2 tuần ở thôn bên tôi cũng có một người bắt nhầm rắn trầu, xong đem về rồi ăn ngộ độc. May mắn kịp thời đưa lên bệnh viện huyện nên không có chết. Rắn trầu có hình dạng rất giống với lươn, chỉ những ai có kinh nghiệm bắt lươn mới phân biệt được thôi. Cái loài này sống không cắn người, cũng không có răng độc. Thế nhưng nếu làm thịt nó để ăn thì trong tiết của con rắn trầu lại mang độc tính cực mạnh. Cái chuyện ăn phải rắn trầu này vong mạng không phải hiếm. Không còn nghi ngờ gì nữa, con bé chết là do ăn phải thịt rắn trầu rồi." Tiên nghe xong thì mặt đỏ đẫn, loạng choạng đứng không vững. Tiên quỳ cả hai chân xuống nền nhà, phủ phục ôm đầu gào khóc. Người mẹ trẻ vò đầu bứt tai, bước bằng hai đầu gối tiến về phía giường nơi đứa con gái xấu số tội nghiệp đang nằm im bất động. Tiên như phát điên phát dại: "Con ơi, là lỗi của mẹ. Mẹ hại chết con rồi. Mẹ đáng chết. Mẹ phải chết, đợi mẹ con nhé." Tiên bất ngờ đập mạnh đầu vào thành giường gỗ. Mọi người thấy vậy thì vội chạy vào ngăn cản. Họ kéo Tiên rồi giữ chặt lấy cô, không cho cô làm điều dại dột. Mặc cho người mẹ đơn thân vùng vẫy gào thét, với tay về phía thi thể con gái mà khóc lóc thảm thiết. Những người có mặt ở đó không khỏi đau đớn xót xa. Người thở dài, người thì bàn tán: "Tôi cũng từng nghe chuyện ăn nhầm rắn trầu mất mạng. Khổ thân con bé, có ai lại ngờ thành ra như thế." Người khác lại chấp miệng bảo: "Từ hồi xa xưa các cụ đã truyền tay nhau cái câu chuyện rắn giả lươn, lươn với chả rắn. Con bé nó chết oan uổng quá thôi." Mùa Xuất đừng thể còn nói thêm vài câu, xong mùa còn làm bộ nước mắt ngắn dài. Mùa ôm lấy Tiên rồi nức nở bảo: "Tiên à, cậu phải nghe chị, không được nghĩ quẩn. Con bé chết rồi ai cũng tiếc thương, nhưng mà cô nghĩ mà xem, cô còn mẹ già. Với nữa cô mà chết, ai lo chuyện mai chay mồ mả cho con bé? Chẳng lẽ cô định để nó nằm đó không có ai mai táng? Tiên à, nghe chị, em phải sống." Vừa nói những lời đạo lý thấm đẫm tình người, Mộ vừa ôm chặt Tiên mà thổn thức. Mộ còn khóc to hơn cả bà dậu. Để mọi người khuyên nhủ lại thương đứa con gái nằm đó chưa chôn cất, Tiên dần dịu đi. Tiên ôm thi thể của con mà tim quặn đau như bị cắt thành nhiều mảnh: "Mẹ xin lỗi, lỗi của mẹ đấy con ơi." Trước mặt đông người, trước mặt bà dậu, Mộ suốt lấy tình cảm thân thiết giữa Mộ và Tiên, hứa giúp Tiên lo liệu việc mai táng chôn cất, xây mộ cho con gái của Tiên. Mộ bảo không nên để cho con bé nằm đó trơ trọi. Nếu cứ để như vậy thì người thân nhìn vào lại càng đau lòng mà nghĩ đến việc tự tử theo con theo cháu.
Hàng xóm cũng đồng tình trong hoàn cảnh khổ sở tang thương đến cùng cực. Mẹ con bà Dậu cảm ơn tấm lòng của mụ Suốt. Những người khác thì tấm tắc khen mụ Suốt là người sống có tâm có đức. Chỉ là chỗ quen biết khi mà nghe hát quan họ, gặp gỡ ở hội làng, mà mụ sẵn sàng giúp đỡ cho gia đình của Tiên nhiều đến như vậy. Trong lúc tang gia bối rối, mụ thay mặt Tiên mua áo quan, sắp xếp chuyện ma chay, đào huyệt, cúng bái. Phải làm sao cho đám ma được diễn ra thật nhanh và thật chóng vánh gọn ghẽ. Ai không biết nhìn mụ còn tưởng mụ là bà con, họ hàng trong gia đình của Tiên. Tất nhiên mọi chi phí tiền bạc đều do mụ chi trả. Trong buổi tối ngày hôm ấy, mụ Suốt trở về nhà. Cả mụ và lão Thông vội vàng đem số thuốc giấu dưới gầm giường trên phòng của con gái, đổ hết xuống nhà xí. Thùng giấy lọ nhựa đem đi đốt sạch, đốt thành tro không chừa lại một chút. Lọ thuốc mụ lấy ở nhà Tiên cũng bị tiêu hủy. Lo đám ma xong, khi thấy người ta đưa quan tài của bé gái xuống nguyệt mộ rồi lấp đất lại, mụ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Xác đã chôn, thuốc đã hủy, không bằng không chứng, mụ Suốt coi như là thoát được kiếp nạn. Thời gian sau đó mụ không dám bén mảng tới nhà của Tiên. Băng đi khoảng độ một tháng, khi mụ sang bên thôn Phượng Đầm, lúc trở về thì trời cũng chập choạng tối. Đang đạp xe đến gốc bằng ở đầu thôn Phượng Bãi, mụ giật mình hét toáng cả lên kinh hãi. Ai đây? Cái gì thế này? Từ phía sau gốc cây bằng, một bóng người lao ra chặn đầu xe của mụ. Tiếp đó người này quẳng một cái túi bóng màu đen, bên trong đựng toàn run rế, ếch nhái và cả những con lươn hãy còn đang ngoe ngoẩy, dính đầy bùn đất về phía của mụ Suốt. Mụ Suốt hét lên ầm ĩ. Đồ điên này làm cái trò gì đấy? Con điên nào thế này? Nước phía bùn bắn cả vào mặt vào mắt, khiến cho mụ Suốt phải lấy tay lau lau chùi chùi. Rồi mắt mụ cố nhìn kỹ xem là ai lại chơi cái trò mất dạy này. Mụ hoảng hốt ú ớ khi nhận ra con điên mụ vừa chửi lại chính là Tiên. Mái tóc xóa xuống lòa xòa, tay chân khô khoắng, Tiên chạy quanh vòng chiếc xe đạp, miệng cứ như vậy cười như là điên dại. Chị Suốt, đúng là chị Suốt rồi, em tìm chị mãi. Thế Tiên không được bình thường, mụ Suốt liền ấp úng. Cô Tiên, cô làm sao vậy? Sao tự nhiên lại ném mấy cái thứ này vào người của tôi? Tiên cười nghịch nghịch, chân tay người ngượm lấm lem toàn bùn đất. Tiên bám vào ghi đông xe đạp đoạn trận mắt, nét mặt giận dữ. Chị Suốt, em cho chị mà. Em vất vả cả ngày hôm nay mới bắt được từng này. Em cho chị đây, chị đem về ăn đi. Chị chê phải không? Nhìn biểu cảm của Tiên, mụ Suốt chợt tái cả mặt. Mới có một tháng không gặp, Tiên thay đổi nhiều quá. Mụ liền vội đáp. Cô cho thì chị cảm ơn. Cũng muộn rồi, cô về nhà đi. Chị cũng phải về đây. Nói xong thì mụ Suốt tính đạp xe phóng đi. Nhưng mà Tiên ghìm cả người lên xe của mụ, khiến mụ đạp không nổi. Khi nãy còn thấy Tiên cười, mới đây còn thấy Tiên nổi giận. Ấy vậy mà bây giờ mụ thấy Tiên khóc sướt mướt. Chị ơi, con em nó chết rồi chị ơi. Em đau lòng lắm. Ngày nào em cũng ra mộ con bé. Em nhớ nó lắm đấy chị ơi. Bất ngờ Tiên xoay người áp sát vào mụ Suốt, vén mái tóc bít bát hôi tanh mùi bùn. Tiên ghé sát tai của mụ Suốt rồi thì thào. À mà chị ơi, con em nó bảo nó chết không phải vì ăn rắn trầu đâu. Nó nói em không phải là người giết nó. Người khiến cho nó chết là chị. Là chị đấy. Ngày đến đâu thì mụ Suốt sờn ra gà đến đó. Một lão liên nhìn chung quanh xem có ai không. Trời đã nhá nhem tối, con đường đất vắng hoe. Tiền đứng đó bụ miệng, chà tay nhìn mụ cười khúc khích. Hoàng quá mụ đẩy tay xô Tiên ngã ra đất, rồi co giò đạp xe thật nhanh về nhà. Dù ngã nhưng mà Tiên vẫn cố vẫy tay, gọi với theo mụ cùng tiếng cười lanh lành. Chị Suốt ơi, đợi em với, chị đi đâu vậy chị Suốt ơi? Về đến nhà, mụ Suốt run rẩy mãi mới mở được cầm. Bỏ cả xe ở bên ngoài, mụ chạy vội vào bên trong. Thế vợ về quần áo lại bẩn, lão Thông liền hỏi. Làm sao thế kia, ngã xe à?
hai đứa nào nó ném bùn vào người. Mùa Xuất mặt tái mét lắp bà lắp bắp. Ông ơi, giờ dắt tôi cái xe vào trong cái, mau mau lên ông ơi. Ngót đầu nhìn ra ngoài cầm, thấy cái xe đầm còn để ở ngoài vệ đường, lão Thông liền cằn nhằn. Này, mùa bị ma đuổi sao mà nhìn hoảng hốt vậy, còn bỏ cả xe đẹp ở ngoài đường, nhìn tả tơi chẳng giống mụ thường ngày chút nào cả. Mùa Xuất run rẩy, Xuất vội cốc nước tu ửng ực. Lão Thông ra ngoài dắt xe đầm rồi khóa cổng lại. Vừa vào trong nhà thì lão Thông bị Mùa Xuất kéo tay vào trong phòng đóng sập cửa lại. Mụ điền bảo: Ông ơi, vừa rồi trên đường về nhà tôi gặp con tiên ông ạ. Lão Thông điền hỏi: Gặp thì làm sao, trước đây một chẳng phải gặp nó suốt còn gì. Mùa Xuất liền lắc đầu: Không, bây giờ nhìn nó sợ lắm, hình như nó phát điên rồi hay sao ấy, người ngậm bẩn thỉu, cứ lúc cười lúc khóc như dại ấy. Đây này, chính nó là người ném cái túi bóng đựng toàn ếch nhái lươn vào người của tôi, bẩn hết cả rồi đây. Lão Thông liền gãi tai: Thì kệ mẹ nó chứ, nó điên càng tốt, có thế mà cũng sợ. Mùa Xuất ghé tai của chồng rồi bảo: Trời ạ, nghe tôi nói hết đã, nó điên nhưng cái con này nó điên lạ lắm. Lúc đó nó cứ cười cười khóc khóc, xong nó lại ghé tai của tôi, nó bảo là con nó chết là do tôi giết. Nghe xong thì lão Thông chột dạ, lão hỏi vợ: Nó nói thật vậy hả? Mùa Xuất gật đầu lia lịa. Lão Thông cau mày nhăn mặt suy nghĩ, ít giây sau lão liền gật gù: Có khi nào nó biết con nó chết là do uống cái thức của mụ không? Mùa Xuất liền run giọng: Hỏi thế bố ai mà biết, nhưng chắc phải có chuyện gì thì tự nhiên nó mới nói vậy chứ, tôi lo quá ông ạ. Lão Thông liền trấn an vợ: Sợ chó gì, con nó chết trên một tháng nay, số thuốc kia chúng ta cũng đã hủy hết, không có để lại dấu vết gì cả. Bây giờ con đào mả lôi sắc của nó lên cũng chẳng ra được bệnh. Mụ vừa nãy bảo nó bị điên, làm gì có ai đi tin lời của một con điên bao giờ. Tốt nhất cứ mặc kệ nó, tránh mặt nó ra là được. Nghe chồng nói, Mụ Xuất cũng an tâm hơn phần nào. Cứ nghĩ chỉ cần tránh mặt hoặc không đi đâu sang bên Phượng Đồng nữa thì mọi chuyện sẽ ổn. Tuy nhiên vợ chồng của Mụ Xuất không ngờ được rằng, kể từ sau hôm tiên chặn xe của Mụ Xuất, những hôm tiếp theo tiên cứ lang thang ở bên thôn Phượng Bãi. Gặp ai tiên cũng khóc, kêu than là con của mình chết oan, con mình bị Mụ Xuất giết chết. Làng xóm bắt đầu dị nghị, tuy rằng không ai chấp với người điên, nhưng mà lời tiên nói lại vô tình khiến những người ai nghe thấy có suy nghĩ khác. Bởi vốn dĩ Mụ Xuất cũng thuộc dạng hiếm tiền, bán thuốc giá đắt xong từng có phút bị đuổi khỏi bệnh viện. Không chịu nổi, Mùa Xuất tìm đến nhà của bà Dậu để nói chuyện. Đến nơi nhìn ngôi nhà tiêu điều sau hơn một tháng, mọi thứ ngổn ngang do không có ai dọn dẹp. Lúc Mùa Xuất tới nơi đứng ở bên ngoài cổng, Mùa nghe thấy trong nhà vang lên tiếng hát ru trong trèo: À ơi, con cò bay là bay la, bay từ cửa phủ bay ra cánh đầm. À ơi, à ơi. Cầm không đóng, nghe tiếng hát ru khiến cho Mùa Xuất thấy lạnh lạnh. Mùa tính quay về, thế nhưng mà chẳng hiểu tại sao Mùa lại đánh bạo bước vào trong nhà. Mùa thấy tiên hôm nay ăn bận rất đẹp, tiên mặc áo tứ thân, tay ôm tấm chăn đi qua đi lại, miệng hát ru, thi thoảng lại đưa tay vén tấm chăn, khẽ nựng nựng như thể trong tấm chăn có một đứa trẻ con đang ngủ say vậy. Liếc mắt nhìn thấy Mùa Xuất, tiên cười cười chạy ra kéo tay của Mụ. Ánh mắt ngây dại, khuôn miệng cười méo mó, tiên hỏi: Chị Xuất, chị đây rồi. Chị ơi, chị nhìn xem, con em nó ngủ ngon chưa này. Con gái, cái yêu của mẹ. Bác Xuất, người giết chết con, đến thăm con này. Mùa Xuất nhìn vào tấm chăn không thấy gì cả, nhìn về chiếc giường trên vách trái tường, một thấy bà Dậu mẹ của tiên đang nằm ở đó. Nghe tiên gọi tên của Mùa Xuất, bà Dậu gắng cựng trở mình nhưng không ngồi dậy được. Năm bà Dậu đang rất yếu, một tháng không gặp bà Dậu gầy gò, hốc hác, tiểu tụy đi rất nhiều. Ôi chị Xuất, là chị Xuất đấy phải không? Chị ngồi đi, thông cảm cho bà già này không dậy tiếp chị được. Mùa Xuất lao về phía giường của bà Dậu, chẳng hỏi han bà Dậu được câu nào, Mùa đã nói: Bác Dậu à, cháu đối xử với nhà bác không tệ. Ngay như chuyện làm đám ma cho con gái cây tiên,
chứ cũng có tiếc hay tính toán gì đâu. Thế mà mấy hôm nay chẳng hiểu sao cái tiên nó cứ dở điên dở khùng, đi rêu rao khắp nơi là cháu làm chết con nó. Còn nó chết vì ăn phải rắn độc, mà rắn độc thì do nó bắt chứ không phải cháu xúi nó đâu. Làm ơn mắc oán mà. Giờ đây bà con hàng xóm đáng giềng họ nói cháu không ra gì cả. Bác làm mẹ bác phải bảo ban, điên thì giữ nó ở trong nhà chứ, đừng cho nó ra ngoài. Bà giàu nghe vậy thì thều thào: Trời đất ơi, tôi ốm nằm liệt giường cả tuần nay, có đi được đâu. Còn con tiên nó cứ sáng sớm nó ra khỏi nhà, đến trưa nó mới về, hôm khóc hôm cười. Mà nào tôi có biết nó nói gì chị đâu. Cho tôi xin lỗi. Tiên ơi là tiên, sao con lại nói chị thế hả con? Tiên thấy mẹ ho thì chạy vội lại. Dù tâm trí không được ổn định nhưng Tiên vẫn biết lo cho mẹ. Hai mẹ con chút rau cháo qua ngày suốt thời gian qua. Tiên nhào đến bên giường bà dậu trách con, nhưng Tiên cứ nặng nặc chỉ tay vào mụ suốt: Mẹ ơi, cái tí nó nói với con, nó chết là do uống thuốc của chị ta, phải không hả tí? Có phải bác này giết con không? Vừa nói vừa cười tự hỏi xong, Tiên tự trả lời: Đấy, con của con nó gật đầu này mẹ ơi. Chị suốt là chị giết con tôi, là do chị trả con cho tôi. Tiên đứng dậy trợn mắt, tay dí tấm chăn về phía của mụ suốt. Mụ suốt sợ quá vội bỏ chạy ra khỏi nhà Tiên. Trở về nhà mụ kể hết chuyện cho chồng. Thế vợ mấy ngày qua sợ đến mất ăn mất ngủ, xong dân tình một đồn 10, 10 đồn trăm. Cứ như vậy thì không ổn. Suy nghĩ một hồi, lão Thông nói với vợ: Mẹ kiếp con chó, mày thích phá nhà ông phải không? Ông cho mày biết tay. Mụ suốt biết tính của chồng cho nên vội hỏi: Này, ông định làm gì? Lão Thông cau mày gần giọng rồi bảo: Cho cả hai mẹ con nhà nó chết là xong, chứ còn làm cái gì nữa. Bà cứ để đó, để tôi xử lý. Ngay trong ngày hôm ấy, lão Thông sửa soạn quần áo, đeo ba lô đi đâu không rõ. Lão đi đến tận trưa ngày hôm sau mới về. Mùa xuất có hỏi nhưng lão không trả lời, chỉ nói mỗi câu: Yên tâm đi, sau này mẹ con của nó không còn nói được nữa đâu. Nghe xong, mùa xuất thấy run sợ cả người. Ở với nhau bao năm, quen nhau từ cái thời lão Thông còn cầm dao đi chém giết nhau mỗi ngày. Hơn này hết, mùa xuất hiểu chồng của mình đã nói là làm. Cái tính côn đồ hung ác vẫn tồn tại trong người của lão. Hồi chưa cưới, mụ có nghe lão kể về thời thanh niên từng đánh chết người ở bên biên giới trong mấy chuyến đi buôn lậu. Chẳng biết có thật hay không, thế nhưng đúng lão Thông rất thông thạo địa bàn khu vực biên giới phía Bắc. Tuy đã rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ, thế nhưng lão vẫn có những mối quan hệ ngoài luồng mà ngay cả mụ suốt cũng không hề biết. Mỗi khi lão điên lên thì trời còn bé, được cái lão lại rất yêu vợ thương con. Thành thử ra là cứ ai động chạm đến vợ con của lão, lão không bao giờ để yên. Lão là loại võ biển ít học, bất chấp đúng sai cũng phải bênh vợ bênh con. Theo chân của lão vào bên trong phòng, một suốt rèn rén rồi khẽ hỏi: Ông ơi, ông định giết mẹ con tiên thật hả? Lão Thông liền đáp một cách giáo hoành: Chỉ có người chết mới không nói được thôi. Mẹ kịp, ngày nào nó cũng đi rêu rao lầm mụ giết con nó. Ban đầu người ta còn không tin, nhưng mà lâu dần thì họ cũng nghi ngờ rồi tin đó là sự thật. Chưa kể con nó chết là do mụ làm, phải giết nó thôi. Nghe chồng nói chuyện giết người mà mặt tỉnh bơ, mụ suốt nổi cả da gà. Mụ khuyên chồng: Hay là thôi đi hả ông, không may bị phát hiện thì làm sao? Ông đi tù có khi còn tử hình, mẹ con tôi biết sống thế nào đấy ông. Lão Thông cười nhạt đáp: Đúng là cái loại đàn bà đái không qua ngọn cỏ, tầm nhìn chỉ đến vậy thôi. Ngu lắm, tôi đâu có dạy gì mà tự mình ra tay. Yên tâm đi, sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Mấy cái thằng này nó cũng đang phải trốn nã, cần tiền vượt biên, cũng là đàn em của tôi ngày trước, cho nó có nghề cả. Sau việc tụi nó cao chạy xa bay, biến mất tăm mất tích, thế là chẳng ai biết gì cả. Thôi, đi xem nhà con gì ăn dọn ra đi, đói lắm rồi đó. Mụ xuất vâng dạ rồi xuống bếp chuẩn bị bữa cơm cho lão Thông. Cả ngày hôm ấy mụ không dám đi đâu khỏi nhà, trong lòng bồn chồn lo lắng đứng ngồi không yên. Ngược lại với mụ,
Lão Thông nhậu xong lăn quay ra ngủ một mạch từ tối cho đến tận sáng ngày hôm sau. Đến tận buổi trưa vẫn chẳng có tin tức gì, Lão Thông lúc này mới khó chịu, đi đi lại lại trong nhà, lão liền lẩm bẩm: còn mẹ hai cái thằng chó, chẳng lẽ lại xuôi hỏng bỏng không, dám lừa cả bố của mày. Mùa Xuất khẽ bước lại rồi bảo: thôi ông à, có khi như thế lại may, chứ không tôi sợ lắm. Cái chuyện giết người chứ chẳng phải chơi đâu. Thôi tôi đi công việc, ông ở nhà, đừng có đi đâu hay làm gì nhá. Lão Thông thở ngắt ra, lão vẫn nằm mừng vì bọn đàn em vô dụng. Theo như kế hoạch thì giờ này phải nghe tin rồi mới đúng. Ấy vậy mà chẳng đâu vào đâu, lão ngồi xuống trong một chân lên ghế, đoạn pha ấm nước chè. Mùa Xuất thay quần áo xong chuẩn bị túi tắm, dắt xe đạp ra ngoài đi đâu đó. Đạp xe về đến đầu thôn, Mùa gặp ông Kha đang đạp xe từ đâu về. Mùa chưa kịp chào thì ông Kha đã vẫy tay lại gọi: ơ này chị Xuất, dừng lại tôi bảo cái này. Mùa Xuất phanh xe chống chân xuống đất, mụ hỏi: bác Kha đây hả? Bác đi đâu về vậy? Mà bác gọi em có chuyện gì? Ông Kha đạp xe sang bên này đường, lòng mồ hôi, ông Kha liền đáp: tôi vừa sang bên thôn Phượng Đồng về, có cái tin này tiện gặp cô ở đây nên tôi nói luôn, dù sao thì cũng là chút quen biết với cô. Nghe đến Phượng Đồng, bỗng dừng Mùa Xuất thấy bất an. Một cố gắng bình tĩnh hỏi mặc dù mặt có chút biến sắc: có chuyện gì vậy bác? Cũng lâu rồi em đâu có sang bên đó đâu, mà sao lại là quen biết với em? Ông Kha lúc này buồn rầu rồi bảo: thế đúng là cô chưa có biết gì rồi. Này, cái mẹ con nhà cô Tiên, cái cô Thủy Tiên nổi tiếng với giọng hát hay nhất xã này đấy. Thì sao hả bác? Mùa Xuất nín thở chờ ông Kha rồi nói tiếp: cả hai mẹ con chết đêm hôm qua rồi. Ông Kha chép miệng. Mùa Xuất mắt mở trừng trừng, bộ nhìn vào khoảng không trước mặt mà đưa người như mất hồn. Ông Kha phải đập tay vào xe của mụ thì mụ mới tỉnh. Mụ liền hỏi: chết cả hai mẹ con, nhưng sao lại chết, bác có biết không ạ? Ông Kha lúc này gật đầu: có, vừa nãy tôi sang đó có chút việc với ông trưởng thôn Phượng Đồng. Nghe ông ấy kể là sáng hôm nay hàng xóm nhà cô Thủy Tiên kia sang nhà tính đem cho ít đồ ăn, nhưng mà gọi mãi chẳng có ai thưa. Người ta thò tay vào cổng thì thấy cổng không có khóa. Đi vào trong nhà mới tá hỏa phát hiện cô Thủy Tiên đã treo cổ tự tử. Còn bà cụ thì nằm sấp dưới đất. Kiểm tra thì bà cụ cũng chết rồi. Bên đó đang nhốn nháo cả lên. Thời gian qua tôi cũng nghe chuyện của cô với cô Thủy Tiên. Cũng tính về nói với cô tin này. Ai dè gặp cô ở đây. Tôi còn tưởng cô đang đi sang bên thôn Phượng Đồng chứ. Mùa Xuất vội thanh minh: không bác ạ, em có biết gì đâu. Em đang tính lên xã lấy ít thuốc về dự phòng trong thôn, ai có ốm đau thì có cái mà dùng. Với nữa cái nhà đó nó vô ơn lắm, còn nó chết em là người đứng ra lo liệu đám ma, tốn bao nhiêu tiền em chẳng tính nó đồng nào. Vậy mà nó phát điên xong cứ đi rêu rao vớ vẩn, vụ oan giá họa cho em. Đâu rồi em có sang nhà nó đâu, em không liên can gì đến việc này cả. Thì Mùa Xuân hấp tấp nói lắp bắp như là đang sợ hãi. Ông Kha liền đáp: ồ kìa cái nhà cô này, có ai bảo là cô khiến cho mẹ con của họ chết đâu mà cô cứ loạn cả lên. Ý tôi là trước đây cô với gia đình của họ cũng đã chỗ quen biết, thân tình thì tôi mới nói. Chứ nghe tay trưởng thôn Phượng Đồng thủ thí thì cô Thủy Tiên kia là tâm trí bất ổn, cứ điên điên khùng khùng gần tháng nay, thế nên là nghĩ quần mà treo cổ thôi. Còn bà cụ thì cũng ốm đau nhiều năm, đợt rồi thì bệnh trở nặng. Có khi nhìn con gái chết trước mắt mà không có làm được gì, cho nên đột quỵ chết theo. Nghe tử là nghĩa tận, cứ cũng nên là sang thắp hương cho mẹ con họ. Thôi tôi về nha, chào cô. Ông Khan đạp xe đi, Mùa Xuất cũng quay xe trở về nhà. Mùa ra sức đập thật nhanh, phi thẳng vào trong sân. Mùa thả tay khiến cái xe đạp đổ chồng kình. Khóa cổng lại, mùa chạy hộp tốc, thở hồng hộc. Lão Thông vừa mới rót được tuần trà thứ hai đã thấy vợ về thì hỏi: sao mới đi có một tí đã về vậy, tưởng lên xã cơ mà. Mùa ngồi xuống sát bên chồng, hai tay của mụ đổ đầy mồ hôi lạnh. Mắt của mụ mở to nhìn Lão Thông miệng ấp úng: ông ơi ông, mẹ con cái Tiên chết cả rồi. Lão Thông ngồi thẳng dậy, lão đặt chén trà xuống mặt bàn,
đoạn nghiêm giọng hỏi vợ: có thật không? Mẹ con nó chết rồi hả? Mà nghe tin ở đâu? Mùa Xuất liền run giọng đáp: vừa nãy tôi đi ra ngoài đường thì gặp lão Kha trưởng thôn, là mới sang bên thôn Phượng Đồng về, không có nhầm đâu. Con Tiên nó treo cổ chết ở trong nhà, còn bà Dậu chết ở dưới đất, ngay chỗ dưới con Tiên nó treo cổ. Có phải do ông... Lão Thông công mày nhớ lại từ hôm trước lúc nói chuyện với hai thằng đàn em. Cho mày làm sao thì làm, đừng có để lại dấu vết. Nhà nó chỉ có hai mẹ con, nửa đêm hành động là tốt nhất. Một thằng đàn em cười gian manh: đại ca an tâm, chuyện nhỏ như con thỏ mà, chỉ cần lèn vào nhà chụp thuốc mê xong, tưới xăng đốt một phát là cháy thành tro, có tài thánh cũng chẳng ai biết. Thằng còn lại lại làm một chén rượu xong khả một tiếng rồi bảo: theo như chỉ dẫn của đại ca, em có đi thăm dò địa hình với ngó qua nhà nó. Gì chứ cái chuyện này đại ca không cần bận tâm, đằng nào hai thằng chúng em chẳng mang danh giết người, đang phải trốn truy nã. Giết thêm vài mạng có ích cho đại ca, có lợi cho bọn em thì nó quá đơn giản. Chỉ mong đại ca chiêu cố, mớm cho hai thằng em nhiều một chút. Lão Thông lúc này gật đầu: cái đó chúng mày không cần nhắc, ta đã chuẩn bị cả rồi. Đây, tao đưa luôn đây. Làm xong chúng mày biến khỏi đây, không gặp lại tao nữa, nhớ chưa? Hai thằng đàn em đồng thanh: bọn em nhớ rồi. Nào, rồi xong cái anh em mình tạm biệt từ đây. Đang nghĩ thì Lão Thông giật mình khi Mùa Xuất lanh người gọi: này, ông làm sao vậy? Đừng làm tôi sợ. Ông đang nghĩ cái gì thế? Lão Thông liền lẩm bẩm: lạ nhỉ, sao lại treo cổ? Mình bảo chúng nó làm khác cơ mà. Rồi lão kể kế hoạch bàn tính với đàn em cho Mụ nghe. Nghe xong Mụ suýt tặc lưỡi: thế thì hai thằng mất dạy nó lừa tiền ông, cầm tiền xong rồi biến, chứ làm gì có cái vụ đốt nhà nào. Mà thôi, rồi sau mẹ con nó cũng chết mà ông không vướng vào, mất tí tiền cũng chẳng sao cả. Đông là trời giúp nhà mình mà. Vậy là từ nay vợ chồng ta không còn phải lo cái chuyện làm chết con gái của nó nữa. Tôi phải lên thắp hương cho các cụ, cả ông nữa. Cứ không tín cứ báng bổ. Ông thấy chưa, nhà mình phúc lớn mạng lớn, làm gì cũng thuận. May ơi là may đấy. Quay trở lại với hiện tại, Mùa Xuất na hốc mồm, hai mắt của Mộ dần trở về bình thường sau quãng thời gian hồi tưởng. Nhìn lại những sự việc cách đây 2 năm về trước, Mộ thở dốc, mắt của Mộ chảy xuống 2 dòng lệ máu. Những đường gân đen đang hiện lên trên khuôn mặt của Mộ. Mộ đau đớn tột cùng, cảm giác như Mộ đang bị cái lạnh buốt từ 2 bàn tay của Tiên xâm lấm, rồi cứ vô số những vết cắt vào da thịt của Mộ. Mộ vừa khóc ra máu vừa thều thào: tha cho tôi, con mẹ nó chết là do tôi, nhưng mà chuyện cô và mẹ cô chết đâu có liên quan gì đến tôi đâu. Tôi đau lắm, cô tha cho tôi đi. Phạm một làn hơi lạnh căm vào mặt của Mụ Suốt, Thủy Tiên lấy ngón tay khẽ miết lên 2 hàng huyết lệ đang chảy trên gò má của Mụ. Là một nụ cười đầy u uất, trong không trung vang lên giọng nói của Tiên: không liên quan, chính chị là người đã giết cả nhà tôi. Ngay sau đây tôi sẽ cho chị thấy tôi đã chết như thế nào. Cảnh vật chung quanh tiếp tục thay đổi. Những gì Mùa Xuất nhìn thấy không phải là ảo giác, mà đó là phần ký ức của Thủy Tiên trước thời điểm Tiên treo cổ tự tử. Vẫn còn ngõ đó, vẫn cánh cổng đó, nhưng mọi thứ tối om im ắng, bởi bây giờ đang là nửa đêm. Chỉ có ánh lửa rơm le lói bên hông nhà, nơi dàn bếp nhỏ khi Tiên đang ngồi đun đun nấu nấu. Cho thêm rơm vào trong bếp, một tay vẫn bồng tấm chăn cái đông đưa. Vừa ngoái nồi cháo trắng loãng loè, Tiên vừa ngân nga những câu hát ru: chú cuội ngồi gốc cây đa, để châu ăn lúa gọi cha ơi ơi. Cha còn cắt cỏ trên trời, mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên. Cái tí của mẹ ngoan, mẹ nấu cháo cho con ăn nhé. Mẹ thương em, mẹ thương. Thời gian gần đây tinh thần cũng như tâm trí của Tiên không ổn định. Sau đám ma chôn cất con gái xong, người mẹ đơn thân gần như gục ngã.
Ngày nào Tiên cũng lôi quần áo của con gái ra gấp rồi cất đi. Tất cả những gì lúc còn sống con bé dùng, Tiên đều giữ lại. Mỗi buổi sáng Tiên ra mộ rồi ngồi phủ phụng trước mộ của con mà khóc nức nở. Cắm cảnh ám ảnh chính bản thân là người hại chết con gái, khiến cho Tiên đau đớn tột cùng. Tiên muốn chết theo con nhưng mà nhìn người mẹ già đau ốm héo hon, Tiên thương mẹ cho nên không nỡ. Cách duy nhất để Tiên cảm thấy phần nào nguôi ngoai chính là việc ra mộ của con ngồi đó, cầu xin con gái tha thứ cho người mẹ đáng thương tội nghiệp này. Thi thoảng có người đi qua, thấy Tiên ngồi đó cười nói một mình, khóc mếu họ cũng chạy lầm. Muốn khuyên Tiên nhưng không được. Ai quen Tiên đều biết Tiên là người mẹ luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con. Vất vả mang thai rồi lại tủi nhục sinh con một mình, chịu bao rèm pha đèm tiếu của thiên hạ. Nhưng Tiên luôn mạnh mẽ. Mà kệ cho ai nói gì, Tiên nhất quyết giữ con dù cô hiểu cuộc sống sau này của cô sẽ vất vả khó khăn hơn rất nhiều. Một tay chăm sóc mẹ già ốm đau bệnh tật, một tay làm lụng nuôi con nhỏ. Các cụ có câu hồng nhan bạc phận. Nếu lấy câu nói này áp dụng cho Tiên thì hoàn toàn đúng. Một cô gái xinh đẹp lại được ông trời yêu ái ban cho giọng hát hay nức lầm. Những tưởng vừa có sắc vừa có tài thì tương lai rộng mở. Ấy vậy mà chẳng ai nghĩ cuộc đời của Tiên lại rơi vào tình cảnh tang thương, u uất đến nhường này. Nhìn Tiên lắm người lắc đầu tiếc rẻ. Họ tiếc cho Tiên, tiếc cho đứa bé chết một cách đầy oan ức. Cái đáng hơn khi ai cũng nghĩ vì Tiên mà con gái cũng mới chết. Từ một cô gái xinh đẹp hát hay, bao người ước mơ, được rước nàng về dinh. Được một cái trở thành chủ đề rẻ biểu khinh rẻ của những kẻ độc mồm ghen ghét vì không chồng mà chừa. Rồi thì là hạng ca kỹ lang trạ lăng loàn. Lắm người còn khinh khỉnh thốt ra những câu từ mặt sắt nặng nề. Ôi dào ơi, có khi ngủ với nhiều thằng quá, chẳng biết là con của ai chứ sao. Cái hạng xướng ca vô loài người ta nói cấm có sai. Hát hò thì ít mà sờ đít nhau thì nhiều. Chỉ sướng mấy cái thằng đàn ông chơi xong nó chạy thôi. Cũng đáng đời, suốt ngày quần quần ao ao dưỡng dẻo. Mỗi lần nó đi qua là cái thằng chồng tôi nó cứ dán mắt vào nhìn. Độc lực lớn nhất giúp Tiên mạnh mẽ vượt qua áp lực khủng khiếp từ những lời nói cay nghiệt độc đoán của xã hội chính là đứa con gái bé bầm. Mất con rồi, thế giới của Tiên hoàn toàn sụp đổ. Mỗi ngày trôi qua dằn vặt lại càng lớn. Người mẹ đơn thân đến cuối cùng cũng phải gục ngã và phát điên khi không thể gắng gượng thêm được nữa. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Rình rập bên ngoài con ngõ vắng lúc nửa đêm, hai thằng đàn em của lão Thông đang lấp ló chuẩn bị ra tay hành động. Mẹ kiếp, nó vẫn chưa ngủ đâu mày. Cái con này đúng điên rồi, nửa đêm còn ngồi đun bếp hát ru, bây giờ tính sao? Một tên kiếng chân lên nhìn qua bờ tường hướng theo nơi có ánh lửa. Tên còn lại trả lời: vẫn phải làm thôi. Chẳng nhà cứ vật vờ ở đây, để đến bao giờ nó mới ngủ hả? Ta xem rồi, có chứa tường trèo vào nhà nó ở đoạn đằng kia. Sẽ trèo vào sau đó tiến hành như kế hoạch đã bàn với đại ca. Ờ, khăn tầm thuốc mây chuẩn bị chưa? Cũng hay, bây giờ nó đang nấu bếp, là nó chỉ cần dẫn lửa từ bếp đốt sạch là được. Quá hoàn hảo. Hai tên khốn sau một hồi bàn tính thì bắt đầu trèo tường lẻn vào trong nhà của Tiên. Nghe tiếng động trong ngõ có tiếng chó sủa. Tuy nhiên chỉ lúc sau chó cũng ngừng sủa, không gian im ắng. Hai thằng đàn em của lão Thông đều là những kẻ gian manh lập lõi, nhiều tiền án cùng cơ số tiền sự, hiện đang bị liệt vào diện truy nã nên chúng cực kỳ manh động và nguy hiểm. Chúng đợi khi mọi thứ trở lại tĩnh lặng mới bắt đầu di chuyển tiến về gian bếp nơi hông nhà. Tiên không hề hay biết, cô gái tâm trí không được bình thường lúc tỉnh lúc mê, vẫn ngồi ngoái cháo miệng ngân ngà hát ru. Ê mày, cái con này sao nó đẹp quá vậy? Nhìn nó kìa, đẹp thật chứ? Nắp sau vách tường nhìn qua lỗ gạch, một tên tém nước bọt rồi nói. Tên còn lại đồng tình. Đẹp thật đấy, mỗi tội điên, nhìn cứ ghê ghê. Nó bế cái chân không mà cứ thi thoảng lại cười nói, như là đang bế trẻ con thật vậy đó. Nghe đại ca bảo là con nó mới chết.
Tên kia liếm môi rồi bảo: điên thì điên, cơ mà đẹp vẫn đẹp. Điên này đúng là phí của trời. Cả tháng này trốn chui trốn lùi, tiền ăn không có, nói gì đến chuyện gái gú. Tự nhiên trời ban cho một đứa đẹp thế này, giết ngay thì phí. Hay là ấy xong rồi giết. Tên đồng bọn ban đầu cũng ngần ngại, nhưng sau hắn cũng gật đầu. Thật, đằng nào mà nó chẳng chết, mình cũng phải giải tỏa chứ chứ hả. Xong phát này rồi biến. Thì bây giờ ta sẽ chụp thuốc mê, mày lên trên nhà lo con mụ già. Tạm thời cứ để chúng nó ngủ đi, anh em mình vui vẻ xong hãy phóng hỏa đi. Hai tên khốn bản tính, phân chia công việc xong thì bắt đầu chia nhau ra hành động. Một tên chạy sổng vào trong bếp. Khi Tiên còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì, còn chưa kịp hét lên tiếng nào, đã bị hắn chụp nguyên cái khăn có tẩm thuốc mê vào mặt. Gã giữ chặt Tiên cho đến khi Tiên liệm đi. Tên còn lại cũng làm điều tương tự với bà Dậu. Một bà già đau ốm, đến ngồi còn không ngồi được thì sao có thể chống cự. Cả hai mẹ con của Tiên bị đánh thuốc mê bất tỉnh. Hai gã đàn em của lão Thông tập trung dưới gian nhà bếp, chúng nhìn nhau rồi nhuền miệng cười. Sau đó chúng cởi bỏ quần áo của Tiên, trải tấm chăn Tiên ôm trong tay xuống đất. Rồi cứ như vậy, hai tên khốn nạn thành nhau hãm hiếp Tiên để thỏa mãn thú tính. Mặc cho Tiên nằm đó như một cái xác không hồn, hai tên ác nhân thất tức ra sức giày vò thân thể của Tiên một cách bạo lực, không một chút nhân từ. Dưới ánh lửa tàn của rơm bếp, bóng của chúng in trên tường như tượng trưng cho loài quỷ dữ. Trời đất có lẽ cũng căm phẫn hành động của những kẻ máu lạnh và bất chợt nổi giông. Gió lớn thổi tới, sấm khàn đập trời. Tiếng sấm khàn khiến hai tên ác nhân giật mình ngay trong cơn hoan lạc. Nhìn Tiên nghe trời nổi giông to gió giật, một gã liền bảo: thôi chết, kiểu này sắp mưa mẹ nó rồi, thôi dừng lại đi, mặc quần áo vào rồi còn tranh thủ kẻo mưa. Mấy chai xăng mày để đâu? Tên còn lại vừa mặc quần áo vừa đáp: để ở bên ngoài tường kia, để tao ra lấy. Hai thằng mặc nhanh quần áo. Khi tên kia đem cái túi màu đen, bên trong có đựng hai chai xăng, gã bảo: bây giờ mày đem xăng lên trên nhà, lựa chọn mấy cái chỗ dễ bén lửa rồi tẩm xăng. Tao ở đây mặc lại quần áo cho cái con điên này, sau đó bế nó lên trên, châm lửa xong là tao với mày chuồn khỏi đây. Tên đồng bọn gật gật đầu. Nhưng người tính không bằng trời tính. Chẳng biết do luống cuống vì trời sắp mưa hay không, mà vừa bước chân ra khỏi bếp, gã cầm chai xăng vấp chân vài cái ghế đòn ngã sóng xoài. Hai chai xăng văng ra đất, bật nắp chảy ra linh láng. Sau tiếng sấm đậm rung chuyển cả trời đất, trời bắt đầu đổ mưa. Chỉ trong giây lát, mưa từ trên trời ập xuống như đã chút nước. Mưa lớn không tưởng, xăng trong chai chảy ra ngoài và bị nước mưa cuốn trôi đi mất. Hai tên máu lạnh bất giác đưa mắt nhìn nhau. Chúng không nghĩ hôm nay trời lại đổ mưa. Mưa lớn thế này thì kế hoạch phóng hỏa đốt nhà để giết người thủ tiêu của chúng coi như là đổ bể. Mẹ kiếp nhá, mới đó mà đã mưa lụt cả sân, xăng cũng chẳng còn, phải làm sao đây? Chẳng lẽ là dùng dao giết mẹ con nó? Tên làm đổ xăng nói. Tên còn lại lắc đầu: không được, như vậy thì lộ mất. Tao với mày trốn không sao, chứ đại ca Thông kiểu gì cũng bị nghi ngờ. Chó thật, đang yên đang lành sao lại mưa. Suy nghĩ ít giây, một tên đưa ra ý kiến: chúng ta trốn thôi, tranh thủ lúc mẹ con nó chưa tỉnh lại, cũng chưa nhìn thấy mặt của mình. Đành thật thưa với đại ca vậy. Đùa chứ tự nhiên mưa to gió lên thế này, ta có cảm giác như là bị trời ngăn giết người vậy đó. Tên còn lại đồng ý với ý kiến của đồng bọn. Chúng bỏ mặc Tiên nằm đó trong tình trạng mê man bất tỉnh, trên người không có một mảnh vải che thân, rồi lao mình vào trong màn mưa rồi bỏ trốn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.
Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.